gì mà nó nói tiếng Việt luôn. Dạ. À, nó có bộ đàm, nghĩa là mình nghe không tiếng Anh đúng không? Nó sẽ cho mình cái bộ đàm nghe này. À. Thì mình sẽ nghe tiếng Việt. À. Thu sẵn rồi đó, cái nói mình nghe đây. Quá dữ. Quay qua đây.